Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Về cơ bản là bây giờ mình không được nói nhanh nữa rồi. Và anh em cũng nhìn thấy đằng sau mình ở đây là có một con màn hình. Và cũng biết được luôn, đây là một video làm về màn hình rồi. Và ở vài video gần đây mình cũng làm review khá nhiều con màn hình. Tuy nhiên thì đấy là những con màn hình cao cấp và nó phù hợp cho những cái bạn sử dụng để làm công việc này, làm hình ảnh, làm video cũng như dựng đồ họa. Chứ chưa có một con màn hình về game nào trong thời gian gần đây cả. Thế cho nên là ở video này mình sẽ làm một con màn hình về game cho anh em. Và mức giá của nó cũng không kiểu không phải cao ngất ngưởng như là những con màn hình chuyên cho công việc kia như kiểu hai mấy triệu ấy. Con này nó chỉ có giá là 11.999.000, hay nói cách khác là 12 triệu. Như ở phần highlight bên trên cũng như phía đằng sau mình, anh em có thể nhìn thấy cái logo Gigabyte ở đây. Thì đương nhiên rồi, đây là một con màn hình đến từ Gigabyte và nó có mã là G34WQC. Trước khi đến với cái cấu hình cũng như là cái tấm nền của nó là gì hay là kiểu độ phân giải bao nhiêu thì nhìn qua thiết kế của nó một tí, thì anh em sẽ có một con màn hình 34 inch cong với độ cong là 1500R. Tức nghĩa là, để cho anh em không hiểu ấy, là cong với bán kính là 1.5m khác với những con màn hình thông thường là 1800R. Và đây sẽ là một cái tỷ lệ cong nó phù hợp nhất với mắt người, đâu đó vào khoảng 1000R gì đấy. Và khi mà anh em chơi game ấy, và đặc biệt đây là một con màn hình chơi game nữa, thì với cái tỷ lệ màn hình là 21.9 và có cái kích cỡ là 34 inch, thì với cái độ cong như thế này, khi mà anh em nhìn vào game thì cái điểm nhìn của anh em sẽ được tối ưu hóa cũng như là kiểu được tập trung một cách cao nhất có thể. Ở phần mặt sau bên trái này thì sẽ là một cái joystick để anh em có thể điều chỉnh setting trên màn hình. Nó giống với những con màn hình LG. Tuy nhiên thì mình không thích cái joystick ở đây cho lắm, tại vì là khi mà anh em cần điều chỉnh nhanh thì anh em sẽ phải thò tay móc lên khá là sâu, và đôi khi là phải nhổm cả người lên thì mới có thể sử dụng. Việc này thì nó khá là bất tiện. Thích nhất thì vẫn là cái joystick như mình đã nói ở LG ấy, nó nằm ngay ở dưới đáy của màn hình, nó tiện và dễ dàng sử dụng hơn. Nhưng mà về cơ bản thì anh em yên tâm là với cái nhu cầu của anh em khi mà mua con màn hình này và đem nó về cài cắm và chơi, thì mình nghĩ là cũng chỉ cần cài một lần để phù hợp với cái game mà mình hay chơi nhiều nhất thôi. Đấy, và khi mà chuyển qua những cái loại game khác, nhưng mà với anh em mà chơi nhiều game ấy thì mới cần phải chỉnh nhiều. Về cái chân đế của con màn hình này thì được làm rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì cái phần chân bên dưới này nó rất là bè và nó to bản. Mình không thích cái thiết kế này lắm, tại vì anh em có thể nhìn thấy đấy, nó rất là thô và không được sang. Và nhất là với những anh em nào mà có cái bàn làm việc bé cũng như là góc làm việc nó không được thoải mái, thì cái chân này nó sẽ chiếm gần hết cái diện tích bàn của anh em. Về các cổng kết nối trên con màn hình này thì cũng khá là đa dạng. Anh em sẽ có hai cổng HDMI, hai cổng DisplayPort, một jack cắm tai nghe 3.5. Và tất cả dây dợ sau khi anh em cắm vào thì có thể đi rất gọn qua cái khe này. Và tổng thể thiết kế của con màn hình thì về cơ bản anh em sẽ có một con màn hình gaming cứng cáp và hầm hố, to, dài, rộng, và chưa kể lại còn cong nữa. Và như vậy thì anh em có thể thoải mái để chơi được rất nhiều những cái thể loại game khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần là thông số được trang bị trên con G34WQC này. Thì về cơ bản như mình đã nói, anh em sẽ có một con màn hình cong 34 inch trên tấm nền VR. Tỷ lệ màn hình là 21.9, độ phân giải là WQHD, độ sáng đạt 350 nit, DCI-P3 đạt 90%. Và đương nhiên là với một con màn hình gaming có mức giá trên 10 triệu thì tần số quét của con màn hình này sẽ là 144Hz. Và như vậy thì khi anh em chơi game sẽ hoàn toàn không phải lo đến vấn đề độ trễ trong quá trình chuyển động, cũng như ở trong những pha combat căng thẳng khiến anh em cảm thấy khó chịu với cái tần số quét cao và tốc độ phản hồi là 1ms. Và bên trên là tất cả những gì cơ bản về con màn hình. Và nếu anh em không tin là nó chơi game ngon như vậy thì bây giờ đến phần test Spider-X. Và khác với những con màn hình 21.9 khác thông thường thì cái khác ở đây là màn hình phẳng. Thì khi mà anh em chơi trên một con màn hình 21.9 phẳng thì cái điểm nhìn của anh em nó không được tập trung cũng như là bao quát. Khi mà anh em nhìn vào những cái góc của màn hình ấy, mắt của anh em sẽ phải điều tiết rất là nhiều.
và nó cực kỳ là tệ khi mà anh em chơi những cái game FPS, mắt của anh em điều tiết nhiều quá, thì với anh em mà tiền đình thấp hay là tiền đình yếu ấy thì sẽ rất dễ xảy ra cái hiện tượng gọi là chóng mặt cũng như là buồn nôn. Còn với con màn hình này với cái độ cong phù hợp như vậy thì anh em sẽ gần như là không phải lo, và cá nhân mình thì cũng thế thôi, gần như là mình không có xảy ra cái hiện tượng chóng mặt cũng như là buồn nôn hay là kiểu bị gì cả. Và nhờ cái độ cong như vậy thì mắt của mình sẽ được tập trung hơn, cũng như là cái độ bao quát nó kiểu nó tốt hơn ấy, và mình sẽ không cần phải điều tiết qua lại giữa các cái góc ở trên màn hình. Và như vậy thì cái cảm giác chơi game cũng như là kiểu dùng cái màn hình này rất là ok và thoải mái. Ngoài ra thì với cái tỷ lệ màn hình 21:9 thì anh em sử dụng cái màn hình này để giải trí cũng như xem phim thì cũng rất là hợp lý, vì cái màu sắc của nó khá là tốt, cùng với đấy là màn hình rộng, và đi kèm với con màn hình này còn là một cái loa tích hợp xem phim tại nhà không tốn tiền, rất là ổn đúng không? Và như mình đã nói ở phần đầu clip thì con màn hình này đang được bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 11.990.000. Và như vậy là cũng hết video rồi. Anh em thấy sao video này, hãy để lại bình luận cho mình phía dưới và nhận xét về con màn hình này, liệu nó có hợp lý hay không. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe để cái chuông phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.